We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Sắp sửa tới Christmas rồi. Hôm nay thì Thủy xin làm chuối sấy để mà thưởng thức Christmas với lại trà nóng. Trước hết thì chuẩn bị cái dung dịch để mà ngâm chuối vào nha quý vị. Thủy đã xay gừng với lại giấm táo. Nước giấm chua sẽ làm cho chuối không bị đen. Và gừng thì sẽ ngấm vào trong chuối sẽ có mùi thơm. Bây giờ thì Thủy sẽ lược lại cái nước giấm này. Cái nước giấm và gừng, Thủy sẽ lược lại nước giấm và gừng, chỉ lấy nước thôi. Còn cái gừng mà xay mình có thể bỏ vào trong nước mắm để mà ăn với gà hoặc là vịt luộc nha quý vị. Giấm này là giấm táo của nhà Thủy làm, cho nên Thủy không có xài, không có nặn chanh vào. Nếu quý vị không có chanh, quý vị có thể xài giấm, bất cứ giấm nào cũng được, nhưng mà tại vì nhà Thủy làm giấm táo nó có nhiều quá cho nên Thủy xài giấm táo. Đây là cái bã của gừng. Bã gừng này mình có thể bỏ vào trong nước mắm, tỏi ớt để mà mình ăn với gỏi hay là với gà, vịt luộc. Bây giờ nước giấm và gừng Thủy sẽ thêm vào nước để mà mình ngâm chuối. Bây giờ thì Thủy đã có một hỗn hợp dung dịch của nước, giấm và gừng để mà ngâm chuối khi mà ta lột vỏ ra nha quý vị. Đây là chuối. Ở Canada thì cái chuối già này nó nhiều lắm, bán quanh năm và rất là rẻ, cho nên Thủy không có xài chút xíu nha quý vị. Trước đó thì Thủy cắt cái trái chuối ra làm đôi, và sau đó lột vỏ thì Thủy cũng sẽ bổ trái chuối ra làm đôi nữa. Khi bổ ra làm đôi thì Thủy bắt đầu bỏ vào trong dung dịch giấm và gừng. Thủy đã làm rồi, cho nên chuối già làm ăn cũng rất là ngon. Thủy không có trộn đường thêm vào là tại vì chuối đã chín rục như thế này thì rất là ngọt. Cái đường tự nhiên của chuối thì những người bị bệnh tiểu đường có thể ăn chuối khô mà không có sợ bị phản ứng. Và hôm nay Thủy sấy thì là Thủy không có sấy bằng lò vi sóng, lò nướng hoặc giả là nắng, tại vì Canada bây giờ nó lạnh lắm rồi. Có nắng nhưng mà trời lạnh nắng nó cũng không có ảnh hưởng gì, cũng không có làm cho khô được, cho nên Thủy sẽ sấy khô bằng quạt. Đối với quạt sẽ làm cho cái miếng chuối khô dẻo và không có bị khô. Hơn nữa chuối ăn rất là tốt cho sức khỏe, thay vì ăn kẹo mứt chúng ta ăn chuối sấy. Những cái thứ trái cây mà mình sấy khô rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là chúng ta không có thêm đường vào. Thường thì Thủy làm trái cây sấy vào mùa thu, tại vì lúc đó vườn nhà Thủy trái cây nhiều lắm. Còn chuối thì Thủy làm quanh năm, tại vì chuối bán quanh năm. Ăn hết là cứ làm. Chuối này thì Thủy sấy với lại mè rang.
khi mà mình ngâm nước như ngâm nước gừng như thế này rồi khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì gừng sẽ ngấm vào con chuối. Khi đó mình vớt ra, mình sắp lên trên một mấy cái vỉ phơi, rồi mình mở quạt. Đối với quạt thì không có làm cho chuối bị khô và ở trong ruột rất là dẻo và khô rất là tự nhiên. Hơn nữa, sấy bằng quạt quý vị có thể sấy ở trong nhà bất cứ lúc nào. Thủy sấy bằng quạt với tất cả rau trái như là apple, nho, những cái thứ gì mà quý vị muốn sấy khô xài quạt. Tiện lợi và rất là ít tốn điện. Lò sấy thì rất là tốn điện và hơn nữa cái trái cây tươi quý vị sấy khô bằng quạt thì những cái chất vitamin ở trong đó nó không có thay đổi. Còn nếu quý vị xài lò vi sóng hoặc giả là lò nướng, ngay cả phơi nắng, cái tia tử ngoại của nắng cũng làm cho những cái vitamin ở trong cái trái cây thay đổi. Và khi quý vị bỏ vào lò nướng, nhiệt độ cũng sẽ làm thay đổi những cái tố chất ở trong trái cây. Cho nên sấy bằng quạt rất là tốt và thiết thực, đỡ tốn điện, không thay đổi những cái chất vitamin ở trong trái cây và giữ trái cây được mềm dẻo không bị khô. Và sau khi sắp lên cái gì thì Thủy sẽ rắc mè lên những cái hạt mè mà mình đã rang vàng rồi. Thì cái miếng chuối khô của quý vị vừa thơm gừng và thơm mè rất là ngon để mà thưởng thức với trà nóng. Quý vị có thể làm cái số lượng của gừng hoặc giả là mè không cần thiết, quý vị có thể là nhiều hay là ít, và tùy theo cái số lượng của chuối mà quý vị làm. Nếu quý vị muốn thường thì chuối khô này đó không cần phải để tủ lạnh, khô rồi là mình có thể để vô trong vu hộp để dành ăn, và khi nào gần hết thì mình làm tiếp. Tại vì khi mà quý vị sấy bằng quạt nó chỉ cần có khoảng 2 ngày là quý vị có chuối ăn rồi, cho nên không cần phải làm nhiều. Hơn nữa, chuối bán quanh năm không có cái vấn đề mà theo mùa, tại vì chuối ngày nào cũng có và rất là rẻ. Mà ăn chuối là rất tốt cho sức khỏe, trong chuối có nhiều potassium và chuối có thể làm hạ áp suất. Thì rất là thích chuối, nhất là chuối khô, là tại vì ăn rất là ngon. Uống trà, ăn chuối khô, nhâm nhi trà nóng và nhìn chuối rơi rất là thi vị và lãng mạn, phải không quý vị? Bây giờ là cái phần đầu tiên Thủy sẽ trải lên trên cái dĩ để mà sấy nha quý vị. Trước khi mà mình để chuối lên thì mình nên lót một cái khăn ở phía dưới mấy cái vỉ mà để sấy, để cho nước của giấm gừng nó rớt xuống dưới cái khăn, thì sau đó mình chỉ lấy cái khăn mình đem dập thôi. Đây là mè đã được Thủy rang vàng. Chút xíu nữa là khi mà Thủy để chuối lên trên cái vỉ sấy thì Thủy sẽ rắc mè lên. Và chúng ta chỉ cần rắc mè một mặt thôi, không có cần rắc đến hai mặt đâu. Tại vì khi quý vị rắc hai mặt là quý vị phải trở rất là mất thì giờ. Khi mà quý vị để quạt cho không khí nó thông thương từ ở dưới lên tới trên thì chúng ta không cần phải trở, cho nên mè chỉ rắc một mặt mà thôi. Thủy đã để quạt và bây giờ là Thủy rắc mè lên nha quý vị.
Xong rồi, thế này thì quý vị cứ chờ cho chuối khô thôi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần làm chuối sấy khô của Thủy. Nếu quý vị thích video của Thủy thì xin quý vị ủng hộ để Thủy làm tiếp những cái video tới. Thành thật cảm ơn quý vị. Hẹn với quý vị lần sau. Bye bye. We all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.